Xin mến chào bà con nông dân đến với kênh Cuộc Sống Miền Quê. Thì mấy bữa gài mình cũng làm đất thì xả được một miếng rồi bà con, nhưng mà do cái thời gian bận quá mình không có dịp để làm cái clip cho bà con. Thì hôm nay mình đi sáng đi đánh đường nước bà con. Thì đất này thì mình làm hôm qua ha, do hôm qua mình chạc cũng còn hơi bị nước cho nên nó cũng không bóng lắm bà con, xong rồi mình kéo gảnh luôn ha. Thì hôm nay mình tiến hành mình xạ bà con. Hôm qua thì mình xạ được cái một miếng đại thôm, được một chục công tầm lớn đại thôm rồi ha. Thì không có dịp quay tại hôm qua mình mắc đi chạy máy ở trên này, cháu nó xạ miếng dưới. Thì sáng này mình tiếp tục xạ cái miếng này ha. Thì ở đây mình có hai cái khuôn. Một là mình xả cái VNR20 khuôn này bà con. À, cái này cũng gần hecta bà con. Thì mình xả cái VNR20. Đây, còn cái khuôn phía bên này thì mình làm đại thơm ha. Tại vì VNR20 thì mình cũng làm thí nghiệm thôi, chưa dám làm đại trà nhiều bà con. Đây là cái khuôn đại thơm. Thì qua cái clip này cũng xin chia sẻ cho bà con về cái mình xạ cái vụ đông xuân ha. Thì mình tiến hành xạ máy. Xạ máy như vậy thì để cho nó đều bà con, còn mình xạ tay thì nó không đều bằng. Xạ máy cho nó đều hơn ha, để nhẹ công giảm giá. Thì để xạ máy nó đạt cái hiệu quả thì do mình xạ là giống mà sẽ ủ 2 đêm, cho nên là giống búp búp. Thì cái khâu đầu tiên mà con cần làm đó là phải làm đất trước như thế này, làm trước 1 đêm rồi mình cho nó khô mặt hết, đánh nước cho nó sạch sẽ hết ha, không còn cái dũng nước nào nữa. Thì mình tiến hành mình xuống giống đây bà con. Thì mình làm đất cho nó khô ráo như thế này hết ha, rồi mình sẽ xạ. Thì xạ như vậy thì nó, nếu mà gặp cái trời mưa thì nó cũng sẽ đỡ dập giống ha, do là đất mình đã ráo mặt trước. Còn bà con làm liền, đánh đường nước liền, chạc liền, đánh đường nước liền mà xạ luôn thì nó còn bùng nhiều. Do vậy mà nếu mà giống 2 đêm mình xạ, cái sức phun của cái gió máy á thì nó sẽ làm cho cái hạt lúa mình nó nhiều khi nó chui xuống đất, rồi lỡ mà không may thì trời mưa thì nó sẽ dẫn đến cái tình trạng là bị lút giống, nó chết hay mà con. Cho nên là mình xạ máy thì mình phải khâu đầu tiên là chuẩn bị đất trước như thế này, rồi mình sẽ xạ sau. Thì hôm nay mình đi xạ rồi mình cũng chia sẻ một cái để cho bà con làm theo, không phải là làm theo mà là coi như là một cái trao đổi kinh nghiệm với nhau ha bà con. Thì bà con nào có cái cách nào hay hơn thì cũng trao đổi với mình ở dưới bình phần bình luận để cùng nhau mình phát triển bà con. Đất mình đã gáo mặt như thế này thì mình chút nữa mình tiến hành mình xạ luôn bà con. Xạ thì cái vinagai này mình xả một công có 13 14 kg thôi bà con, do là không có giống. Rồi còn đại thơm á, đại thơm thì mình xả cũng 18 kg ha. 18 kg. Thì xả mai mốt rồi thì những cái khâu chăm sóc và theo cái quy trình của cái vụ đông xuân này thì mời bà con đăng ký kênh. Bà con nào chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ. Xem clip thấy hay thì bà con xin cho một like và chia sẻ kênh nha bà con, để mình có động lực mình làm. Mặc dù là mình mệt, làm cũng rất là mệt bà con, nhưng mà cũng chia sẻ cho bà con những kinh nghiệm của mình, và có thể là bà con có những kinh nghiệm hay thì chia sẻ với mình nha bà con. Xin mến chào bà con, hẹn bà con gặp lại sau. Đây mình xả nha bà con. Thì mình xả máy nó sẽ đều hơn so với xả tay ha.
vô thôn, vô xã hết rồi bà con. Đây là nguyên cái hợp tác xã ha, xã hết rồi. Chỗ nào đang chạc thì chạc, còn chỗ nào đang xã. Máy và con nhìn cái hột lúa nó chảy rất là đều ha. Đều hơn xà tay rất là nhiều.